bắt đầu buổi trả lời câu hỏi vấn đáp ngày hôm nay. Thầy xin trả lời câu hỏi số 1. Có một Phật tử có số điện thoại ở cuối là 3489. Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin hỏi, bố mẹ con khó tin Phật pháp. Nếu nói Phật pháp thì không nghe, thường hay cấm con tu học Phật. Thấy con có bất cứ vật phẩm Phật giáo gì như các như kinh sách, tranh ảnh Phật thì mắng mỏ, bảo con nặng nề này nọ. Con không biết làm sao để giúp bố mẹ con hiểu ra mà tu Phật. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Đấy là câu hỏi thứ nhất trong kỳ Phật pháp số 1 năm 2020 này. Chúng ta thấy có Phật tử số điện thoại là 3498. Nói rằng gia đình có bố mẹ không tin Phật pháp. Và đặc biệt là gì? Phật tử này mỗi khi có những cái văn phòng phẩm gì về Phật giáo như là kinh sách hay là bất cứ cái gì liên quan đến Phật giáo thì đem về nhà bố mẹ mà thấy thì liền mắng mỏ mà bảo rằng nặng nề này nọ, có nghĩa là đại ý như là kiểu như là mê tín dị đoan ấy, đúng không? Kiểu như là mê tín dị đoan Phật tử này không biết làm thế nào để cho bố mẹ có thể hiểu ra mà tu tập theo Phật pháp. Cái này nó cũng là cái nhân duyên đó các quý vị. Nó là cái nhân duyên đấy. Chúng ta biết là Tôn giả Mục Kiền Liên đúng không? Nếu chúng ta học Phật, chúng ta biết cái câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên ấy, theo Phật xuất gia làm đệ tử chứng đắc thần thông ấy, bậc nhất trong tất cả các hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đệ tử Thanh Văn. Vậy mà mẹ của ngài là bà Thanh Đề, cho đến khi chết vẫn không tin Phật. Tức là đến cái hôm mà bà Thanh Đề chết vẫn không tin Phật, mà tin theo ngoại đạo. Thường ngày giết hại sinh mạng chúng sinh để tế bái quỷ thần và cúng dường các vị Bà La Môn. Khi biết con trai về thì giả như là mình tin theo Phật. Rồi còn đem những cái lời thề thốt nặng nề nữa. Chính vì đã làm sai rồi không biết ăn năn hối cải, lại còn thề thốt nặng lời trước một bậc thánh nhân xuất thế gian như là Tôn giả Mục Kiền Liên. Mặc dù Tôn giả Mục Kiền Liên là con gái của, là con trai của bà Thanh Đề. Nhưng mà Tôn giả đã là người xuất gia, đã là một cái bậc thánh A-la-hán, bậc thánh nhân xuất thế gian A-la-hán. Cho nên đối trước một vị thánh nhân xuất thế như thế để thề thốt. Vì vậy mà vừa thề xong đi bước qua nhà một cái chúng ta thấy bà ấy một chân ở trong nhà, một chân ở còn đang ngoài nhà mà bị trúng gió và chảy máu mồm, máu miệng, máu mũi, máu tai ra rồi mà chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, thần thức ngay lập tức bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Vào trong đó chịu tội khổ vô lượng vô biên rồi thì lúc đó mới cầu cứu con mình. Ngày đêm mong ngóng chờ được con mình là Tôn giả Mục Kiền Liên vào cứu. May mắn thay cho bà Thanh Đề gặp được đứa con trai là đệ tử của Đức Phật, là bậc thánh nhân xuất thế A-la-hán. Cho nên Tôn giả Mục Kiền Liên đã bạch với Đức Phật. Đức Phật hướng cho con đường cứu mẹ đó là cúng dường chay tăng, cầu thỉnh 10 phương tăng đều chú nguyện và hồi hướng cho thì mẹ ông sẽ được thoát khỏi cái tội khổ trong địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên y giáo phụng hành làm theo điều đó, và không bao lâu mẹ Tôn giả được sinh về cõi lành. Đó, chúng ta thấy đây là nhân duyên. Đến thân mẫu một bậc thánh nhân xuất thế gian, đệ tử của Đức Phật đó, Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất mà còn thì
còn khó hóa độ như thế. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta nếu mà không may mắn mà chúng ta sinh vào một gia đình hoặc làm con mà bố mẹ không tin Phật Pháp, chúng ta cũng hơi buồn, nhưng mà đừng có oán thán, đừng có trách cứ bố mẹ. Hoặc làm vợ mà chồng không tin Phật Pháp, cũng đừng có oán thán và đừng có trách chồng. Hoặc là chồng mà vợ không tin Phật Pháp, cũng đừng có oán thán và đừng có trách vợ. Hoặc là bố mẹ có những đứa con không tin Phật Pháp, chúng ta cũng đừng có oán thán và đừng trách con cái của mình. Tất cả nó là cái nhân duyên. Chúng ta biết là ở nước Xá Vệ thời Đức Phật còn tại thế mà có 8 ức, hơn 8 ức người, nhưng mà chỉ có hơn 3 ức người là gặp Phật và tin Phật mà thôi. Hơn 8 ức người mà có khoảng 3 ức người gặp Phật và tin Phật. Khoảng 2 người gặp Phật nhưng không tin Phật. Còn lại là khoảng hơn 3 ức người là chưa từng gặp Phật và cũng không tin Phật. Chúng ta thấy không? Ngay một quốc gia nước Xá Vệ, nơi ấy Đức Phật đã cư trú ở đó hơn 25 mùa an cư, tức là hơn 25 năm Đức Phật ở đó. Chúng ta biết là 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật. Đức Thế Tôn ở đó là hơn 25 năm. Vậy mà có hơn 8 ức người, chỉ có 3 ức người gặp Phật và tin được Phật. 2 ức người là gì? Gặp Phật nhưng không tin Phật. Tức là đi ra chợ là nhìn thấy Đức Thế Tôn đi khất thực hay đi ngoài thành đi đó, nhìn thấy Đức Phật nhưng mà không tin Phật. Còn lại hơn 3 ức người chưa thấy Phật mà cũng không tin Phật. Không tin Phật và cũng chưa từng thấy Phật. Cho nên chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta mới phải biết rằng Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ lại như thế. Câu nói đầy đủ là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Tám ức người ở Xá Vệ Thành, Xá Vệ Quốc, mà có 3 ức người gặp và tin Phật. 2 ức người gặp nhưng không tin. Chúng ta thấy không? Gặp nhưng không tin. Nhìn thấy thân tướng của Đức Như Lai, tướng hảo như thế, trang nghiêm như thế, nhưng vẫn không có một chút động tâm là tại sao ông Phật ông lại đẹp đẽ như thế, tại sao ông lại có thân tướng đẹp đẽ như thế, ông tu cái pháp gì mà ông được cái thân tướng đẹp đẽ như thế, ông tu cái nhân gì mà ông ấy được công đức phúc báo lớn lao như thế. Có nhiều các bậc quốc vương, vương tử, đại thần, các tầng lớp nhân dân ở 8 quốc gia ở Ấn Độ lúc bấy giờ tin theo như thế, họ chưa bao giờ đặt một câu hỏi. Nhìn thấy Phật nhưng chưa bao giờ đặt một câu hỏi. Cho nên chúng ta mới phải biết rằng đây là cái nhân duyên. Vì vậy mấy trường hợp Phật tử này, thầy cũng chỉ có khuyên rằng mình cứ thôi, cứ nhất tâm. Mình đã được thân người, được gặp Phật Pháp rồi, mình cứ nhất tâm mình tu theo. Còn nếu cha mẹ mà không muốn mình mang tranh ảnh với tượng Phật hay là những cái đồ gì liên quan đến Phật giáo về nhà, thì đang trong cái lúc này cha mẹ chưa tin, thì tốt nhất mình cứ đừng có mang về. Nếu chúng ta mang về lại vô tình lại làm cho cha mẹ khởi cái ác tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp, thì không hay. Nhưng các vị cũng có thể gì hóa độ cha mẹ mình được ngay ở kiếp này bằng cách dùng cái tấm lòng chân thành của mình, tha thiết của mình, cầu nguyện Tam Bảo Phật Pháp tăng khắp mười phương gia hộ cho, khiến cho cha mẹ con sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sớm phát được tâm bồ đề để tin theo Phật Pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cùng phát nguyện tu hành một đời sớm được thoát ly sinh tử, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, để mau thành Phật rộng độ chúng sinh. Hàng ngày, mỗi lúc niệm Phật, mỗi lúc tụng kinh, mỗi lúc làm được bất cứ việc thiện gì, chúng ta đều đem hồi hướng công đức ấy, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ độ cho, khai tâm, khai trí cho gì? Cho cha mẹ mình.
cho người thân của mình. Từ chỗ cha mẹ này có thể người làm vợ mà có chồng bất tín, nhân quả bán phá tam bảo, chúng ta cũng có thể cầu nguyện như thế được. Hoặc là chồng cũng gặp người vợ không tin tam bảo cũng có thể cầu thế được. Hoặc bố mẹ gì có những đứa con mà bất tín nhân quả bán phá tam bảo, chúng ta cũng có thể cầu như thế được. Dùng tấm lòng chân thành. Ngày xưa ngài ngài pháp sư, có vị pháp sư ở bên Trung Quốc ấy. Đúng. Khi mà ngài phát hiện ra rằng tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, và đặc biệt ngài còn phát hiện ra nữa là ngài nói gì, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật, cho nên ngài đi truyền bá cái tư tưởng ấy. Vì vậy mà ở trong Phật giáo ở trong đất nước Trung Quốc lúc bây giờ không đồng ý và cho ngài là tà đạo. Ngài chính là pháp sư đạo sinh. Pháp sư đạo sinh. Chúng ta thấy. Và còn đã đuổi ngài ra khỏi tăng đoàn. Và ngài phải, khi ngài bị đuổi ra khỏi tăng đoàn thì đương nhiên Phật tử ai cũng ghét ngài, cũng cho là ngài là kẻ thù của Phật pháp, phá hoại giáo pháp của Đức Phật. Vì tất cả kinh điển của Phật trước đó dịch sang Trung Quốc dịch chưa đầy đủ, cho nên nói rằng nhất xiển đề bất thành Phật. Tức là những kẻ mà bán phá tam bảo, hủy hoại chính pháp, không tin nhân quả, không tin theo Phật, những kẻ làm ngũ nghịch thập ác tạo vô lượng tội lỗi, và đặc biệt là không tin tam bảo và bán phá tam bảo, đốt chùa hủy kinh, bắt bớ tăng ni vân vân, làm vô lượng những tội ác như thế, đó gọi là xếp vào cái hạng gọi là nhất xiển đề. Tức là những kẻ đã đoạn mất thiện căn. Đoạn mất thiện căn, nhất xiển đề dịch là đoạn mất thiện căn. Trước đây tất cả kinh điển nói rằng tất cả những kẻ đoạn mất thiện căn đấy không bao giờ thành Phật. Nhưng ngài đạo sinh ngài nói rằng nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Hôm nay họ đoạn mất thiện căn, nhưng ngày mai họ có thể là gì? Lại trồng được thiện căn tốt, lại trồng được thiện căn. Hôm nay họ đoạn thiện căn, nhưng ngày mai có thể họ lại trồng thiện căn. Giống như người hôm nay làm việc thiện, nhưng ngày mai cũng có thể làm việc ác. Giống như người vào chùa phát nguyện xuất gia, nhưng tu 20-30 năm sau có thể thì cảm thấy không an lạc, không theo được giáo pháp của Đức Phật, có thể lại gì? Lại xả giới đi ra về, hoàn tục ra về. Đó, cho nên chúng ta thấy. Cho nên quan điểm của ngài đạo sinh thì sau khi ngộ đạo, đại triệt đại ngộ, ngài mới thấy rằng nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Họ đoạn thiện căn ngày hôm nay, ngày mai có thể họ gì? Lại gieo trồng được thiện căn mới. Bởi vì Phật tính của chúng sinh tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Thành Phật nó vẫn như vậy, mà làm chúng sinh nó vẫn như thế. Cho nên ngài đạo sinh gì, khi bị đuổi, ngài đi vào trong núi, ngài xếp đá chung quanh, ngài thuyết pháp cho đá nghe. Trên dưới 20 năm như thế, ngài cứ thuyết pháp cho đá nghe. Sau một hôm ngài mới hỏi những cục đá ngài dựng lên chung quanh ngài là: tôi nói như vậy có đúng không? Tôi nói như vậy tức là nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và ngài nói thêm là gì? Những chúng sinh mà đoạn mất thiện căn gọi là nhất xiển đề cũng có thể gì? Cũng có thể thành Phật, nếu như họ gì? Họ lại phát tâm và gieo trồng được thiện căn trở lại, họ đều có thể thành Phật. Tôi nói như vậy có đúng không? Các vị có hiểu không? Tất cả những cái hòn đá ngài dựng lên đó đều là đổ sụp xuống gì? Ra ý như là lễ ngài. Chúng ta thấy không? Vô tình, đá là những gì? Những vật vô tri vô giác, vô tình mà còn gì? Còn hiểu được á lời của ngài đạo sinh thuyết pháp cho đá nghe hơn trên dưới 20 năm kia. Chúng ta thấy không? Gần 20 năm. Chúng ta thấy lòng thành có thể gì khiến cho đá phải gì? Cũng phải lay động, khiến cho cái loài vô tình cũng phải lay động. Nói là đá vô tình thì là đúng, nhưng mà những hòn đá đó là gì? Khi ngài thuyết pháp đã có thì chúng chư thiên
Và các vị Bồ Tát đến ngồi nghe pháp, và ngài hỏi đá như thế thì chúng chư thiên, các vị quỷ thần và các vị Bồ Tát là gì? Ngài hỏi đá thì đương nhiên các vị là gì ạ? Để cho chứng tỏ là gì? Ngài đạo sinh là một bậc chân tu, chứng đắc thực sự mà những người chân tu ở lúc bấy giờ chưa đạt, cái sự chứng ngộ chưa đạt được đến như ngài đạo sinh, cho nên chưa hiểu được lời nói của ngài. Vì vậy mà cho ngài là tà đạo phá pháp, vì vậy đuổi ngài ra khỏi tăng đoàn. Nhưng có các chư Phật và chư Bồ Tát, các bậc gọi là pháp thân đại sĩ, như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân, các ngài thấu hiểu điều đó. Cho nên khi đạo sinh dùng cái tâm chân thành của mình đi vào trong núi và chỉ thuyết pháp cho những hòn đá chung quanh mình nghe. Gần 20 năm như thế, ngài mới hỏi đá rằng tôi nói như vậy có đúng không? Các ông có hiểu không? Các vị có hiểu không? Tất nhiên tất cả những hòn đá rồi liền đổ ụp xuống ra tình những lễ lại mình. Nhưng thực tế đấy, chư Phật và Bồ Tát, các ngài dùng đại thần thông, đại công đức, đại thần lực của mình để thể hiện cho đạo sinh biết rằng cái gì? Lời của gì? Của thầy nói đúng đấy. Và quả nhiên là gì? Ngay trong năm đó, một vị Tam Tạng Pháp Sư ở Ấn Độ mang bộ kinh Đại Niết Bàn sang Trung Hoa và dịch. Khi dịch xong bộ kinh đó, trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới nói gì? Nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Đó. Cho nên lúc đó mọi người mới ngã ngửa ra. Hóa ra trước đây mình trách nhầm ngài đạo sinh. Cả tăng đoàn lúc đó mới không biết làm kiểu gì. Nhiều người phải đi lên tận núi để sám hối ngài. Và lúc đó mới biết rằng ngài là một cái bậc gọi là thực tu, thực chứng, thực ngộ, thực chứng. Gọi là đại triệt đại ngộ. Tu chứng đến cái mức gọi là gì? Gần bằng với Phật. Ngang với các vị đại Bồ Tát lớn. Như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể chứng được cái lời đó. Chứng được gì? Cái pháp đó. Biết được những cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy dùng tâm thành. Qua cái câu chuyện này tôi muốn nói gì? Nói đó là dùng tâm thành, lâu ngày chảy tháng có thể cảm hóa được người thân của mình. Cho nên trường hợp của Phật tử này hỏi làm thế nào để cho cha mẹ mình có thể tin được Phật Pháp. Hãy dùng cái tâm chân thành của mình. Hôm nay cha mẹ mình chưa hiểu, đừng có vội vàng, đừng có phiền não. Chúng ta khởi phiền não là chúng ta gì? Chúng ta bị thua đấy. Chúng ta không phiền não. Đó. Ở trong chùa này cũng có rất nhiều đệ tử xuất gia của thầy. Ngày đầu mới xin xuất gia, bố mẹ làm ghê lắm, đến tận chùa để bắt cơ, bắt về. Thậm chí còn đi viết thư lên công an bảo, nói với công an là thầy là buôn người, thầy là con ma, thầy là con quỷ, thầy là kẻ đội lốt nhà sư để buôn người, bắt con gái của các vị ấy để đem bán ra Trung Quốc, vân vân. Có thật đấy. Đấy, vài trường hợp như thế đấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Bằng cái tâm chân thành của các vị ấy, tức là con gái, con trai của các vị ấy, bây giờ thì cha mẹ đều tin Phật hết. Gia đình còn thờ Phật tại nhà, lại còn tu rất tinh tiến nữa cơ. Đó, đây là sự thật. Cho nên chúng ta biết mà, cha mẹ chúng ta sinh con ra, theo như cái tục lệ của thế gian á, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Chỉ mong rằng mình sớm làm xong cái trách nhiệm của mình để an phận tuổi già, để con ra lo yên bể gia thất cho con cái. Nếu có điều kiện thì cho lo cho mỗi đứa một cái nhà hay một miếng đất. Nếu không có điều kiện thì thôi cho nó ăn học đến nơi đến chốn, sau này nó tự làm lấy, nó tự mua đất xây nhà rồi sau này. Nhưng mà quan trọng nhất là con trai lấy vợ, con gái gả chồng. Mong cho gia đình có nếp có tẻ, rồi có gì, có cháu nội cháu ngoại, cho gì, cho bố mẹ vui vẻ lúc tuổi già. Ông bà ngày giỗ ngày Tết có tiếng cháu nội cháu ngoại nó đến chơi cho nó vui. Đó là cái quan niệm, cái mong muốn thường tình của thế gian. Nay chúng ta đem Phật Pháp về nhà, nếu mà mình chưa có vợ hoặc chưa có chồng, bố mẹ lại sợ rằng gì? Sợ cho nó học Phật Pháp cứ để im như thế, sợ là một ngày nào đó nó lại bảo là bố ơi mẹ ơi cho con xin đi tu, thì có phải gì bố mẹ mình chẳng khổ hay sao? Cho nên người ta ngăn từ xa. đây gọi là một phương pháp là gì? Phòng địch từ xa. Đúng không? Phương pháp gọi là chống giặc từ xa. Cũng chẳng có gì là lạ cả. Mình không thể trách bố mẹ của mình được. Đức Phật ngày xưa bao nhiêu lần lên xin
Vua cha là Tịnh Phạn Vương á, và hoàng hậu Mahabasa Ba Đề để cho xin xuất gia. Nhưng cả vua cha và hoàng hậu có nghe đâu. Xin nhiều lần vẫn không được. Mà sau này á, xin nhiều quá rồi đức vua Tịnh Phạn mới phải nói gì? Mới phải kiểu như nói thử lòng tôi nói thôi. Kiểu như nói là thôi lúc đấy tức quá thì nói thế thôi. Nói rằng nếu mà thái tử muốn xuất gia thì phải gì? Phải lập gia đình, phải sinh cho ta một hai đứa cháu gì? Đích tôn để có người nối dõi vương vị đã thì ta mới gì? Mới cho thái tử xuất gia. Và đến lúc đó là thì là thái tử đồng ý là lập gia đình theo như vua cha mình nói, cho nên đến năm 16 tuổi mới cưới gì? Mới cưới công chúa Gia Du Đà La đó. Và sinh hạ La Hầu La xong một cái thì thái tử mới nghĩ rằng mình đã làm được lời hứa với cha rồi, cho nên trốn vua cha, trốn mẫu hậu, trốn vợ, trốn con và vượt thành xuất gia. Sau này tu hành 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh mới thành 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mới thành Phật đó. Đó, chúng ta thấy Đức Phật cũng gì? Cũng phải lúc đầu cũng khó khăn như thế. Cho nên chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Cha mẹ chúng ta chưa hiểu Phật pháp đừng có buồn. Phật tử này đấy thì khuyên là thôi cứ hồi hướng, nhất tâm để hồi hướng. Còn cha mẹ bây giờ chưa hoan hỷ để cho chúng ta mang kinh sách hay là tranh ảnh tượng Phật chàng đeo tay hay cái thức thứ gì gì đó thì thôi mình tế nhị. Mình nếu có mang về rồi thì mình cất giấu đi, mình đừng có để cho cha mẹ thấy, mình cứ làm thật việc thật tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm thật tốt. Cha mẹ mình sẽ nhìn vào những cái thay đổi của mình ấy. Và sau này cha mình phải suy nghĩ không biết nó làm gì mà nó thay đổi thế. Tìm hiểu ra mới biết là gì, con mình đi chùa mà thay đổi tốt như thế. Cha mẹ sẽ phải, cái chùa nó như thế nào? Đi chùa nó như thế nào nhỉ? Ngày xưa nghe bảo trẻ vui nhà và già vui chùa. Mà mình đã biết tới mấy cái vị sư mà gì suốt ngày cứ ấy, chửi nhau rồi cứ thế này thế nọ với các vãi là mình thấy chán ớn hết rồi. Ví dụ như là đặc biệt là nếu mà làng mình hay là khu phố nhà mình mà có cái chùa mà có cái thầy nào á, mà tu hành không đến nơi đến chốn á, chửi các Phật tử, chửi dân như là mổ bò á, thì khiến cho cha mẹ mình mất niềm tin. Rồi thỉnh thoảng lại đọc báo chí để sư ăn chơi, sư sa đọa, sư này nọ thế kia, lại mất càng mất niềm tin nữa. Thì bây giờ mình phải là một con người thay đổi, một con người tốt á. Xong rồi dần dần á, cha mẹ mình có tìm hiểu thì mình á, tùy phương tiện mà nói, tùy phương tiện mà nói, thì đều có thể dần dần đều có thể độ được cho cha mẹ mình vậy. Hãy nhất tâm. Thứ nhất là cầu nguyện Tam Bảo gia trì, khai tâm khai trí cho cha mẹ mình. Thứ hai là tự mình cũng phải thay đổi, trở thành một con người thực sự tốt, thực sự tu hành, thực sự thay đổi. Và thứ ba là gì? Là cái duyên. Chúng ta đừng có vội vàng. Duyên nó chưa chín thì đừng có vội vàng. Đừng có mang kinh sách, mang tranh ảnh văn hóa phẩm Phật giáo về để trêu ngươi bố mẹ. Đấy, cái đó từ từ đi. Bao giờ duyên nó đến thì tự nó sẽ đến thôi. Quả nó đến lúc nó chín thì chúng ta thì không cần hái, để trên cây nó cũng chín các quý vị. Không cần vội nhé. Trường hợp này trả lời như vậy. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.